Chương 691, làm người của ta, 2, Vân Sương quýnh lên, vội vàng cản hắn, đầy vẻ cầu khẩn, như vậy. Trác quản gia, ngài muốn như thế nào mới có thể nói cho ta biết? Trác Phạm chăm chú nhìn nàng, thật lâu sau mới đạm mạc nói, thật muốn biết. Vân Sương gật đầu mạnh, trong mắt đầy vẻ kiên định. Trác Phạm nhếch miệng, nhẹ nhàng xích lại gần vành tai nàng, hơi thở nóng hổi khiến nàng thấy ngứa ngứa, đồng thời gương mặt bắt đầu nóng đỏ lên. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi, nếu ngươi không thể trở thành người của ta, ta dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi biết? Vân Sương bỗng nhiên run run. Hai gò má đã đỏ bừng, khó tin nhìn Trác Phạm, thậm chí còn mang theo sự khuất nhục. Nghĩ không ra. Trác quản gia ngươi lại là người như vậy, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vân Sương cắn môi, trong mắt mông lung lệ quang. Trác Phạm cười tà nói, không sai, ta vốn không phải là người tốt lành gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, ta thường xuyên làm. Thế nào, đáp ứng điều kiện của ta không? Trác Phạm cười lạnh. Vân Sương cắn môi đến chảy ra máu, hai tay gấp gáp siết chặt góc áo. Sau cùng, mới thở dài một hơi, do dự nói, Trác quản gia. Ngươi cho ta thời gian suy nghĩ. Không có vấn đề, bao lâu cũng được, chỉ cần ngươi không vội, ta cũng không vội. Trác Phạm vẫn mây trôi nước chảy, như thể đã nắm chắc đối phương trong tay. Vân Sương hận hận lườm hắn, không nói gì thêm, phẫn nộ quay đầu rời đi. Trác Phạm khó hiểu nhìn bóng lưng nàng, đứng chôn chân một chỗ, nghi ngờ gãi đầu, mê man nói, kỳ quái, không phải chỉ là nhìn thiên cơ thôi sao, có khó khăn như thế à? Ai, xem ra nàng vẫn kiên trì muốn đạo ngã hướng thiện ta, coi đó mới có thể giúp ta. Chỉ là, lão tử mà hướng thiện, còn có thể gọi là ma hoàng sao, hừ hừ hừ. Trác Phạm biểu môi. Rồi đi đến chỗ Lạc Vân Hải. Rất lâu không điều giáo gia chủ tương lai, hắn chỉ còn vài năm ở đây, trong lúc rảnh rỗi phải bồi dưỡng tiểu tử này cho tốt. Lúc tới nơi, hắn thấy trong phòng chất đầy quà mừng, mà lại Lạc Vân Thường cùng Vĩnh Ninh công chúa cũng ở đây, còn vừa nói vừa cười. Trác đại ca, huynh trở về. Lạc Vân Hải vui vẻ nói. Lạc Vân Thường cười với hắn, Vĩnh Ninh công chúa thì dương khuôn mặt nhỏ lên, khiêu mi nói, Trác Phạm, ngươi cuối cùng cũng về. Thật không biết ngươi làm đại quản gia kiểu gì, Lạc gia mấy ngày gần đây bận rộn như vậy, ngươi lại vắng mặt, may mà bản công chúa ngàn dặm xa xôi tới giúp các ngươi. Còn không nhanh cảm ơn bản công chúa. Trác Phạm lạnh lùng nói, chuyện ta vắng mặt tạm thời không đề cập tới, ta muốn hỏi Vĩnh Ninh công chúa ngươi, ngươi vì sao lại đến Lạc gia chúng ta, ngươi không phải là bị hoàng thượng cấm túc sao? Hắn biết chắc, lần trước sau chuyện xảy ra ở Nhị Vương Phủ, hoàng đế chắc chắn đã bắt công chúa về. Thế nhưng không được mấy ngày, lại xuất hiện ở đây, thật sự là khó hiểu. Hoàng thành thủ vệ, quá lỏng rồi. 3. Vĩnh Ninh công chúa hung hăng vỗ bàn, cả giận nói, Trác Phạm lớn mật, ngươi lại dám gọi bản công chúa là ngươi, thật là đại bất kính. Không muốn sống nữa đúng không? Hứ. Trác Phạm từ chối cho ý kiến, trợn mắt không sợ. Vĩnh Ninh công chúa thấy thế lại càng giận, đồng thời càng thêm hiếu kỳ đối với Trác Phạm. Một tên tiểu quản gia, sao lại lớn mật, không sợ trời không sợ đất như thế? Lạc Vân Thường thì bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng giải vây, Vĩnh Ninh muội muội, ngươi đừng nóng giận, Trác Phạm chính là như vậy, mềm không được cứng không xong. Nếu như ngươi chướng mắt hắn, ngươi đừng gặp hắn là được. Như vậy sao được? Nếu không, ta khổ cực chạy tới Lạc gia làm gì? Vĩnh Ninh nhíu mày nói, nhưng vừa nói ra mới biết nói nhầm, hai gò má đỏ lên, vội vàng đổi giọng bướng bỉnh nói, bản công chúa ý nói là, bản công chúa đại nhân đại lượng, sao lại chấp nhặt với hắn? Thế nhưng, Lạc Vân Thường dĩ nhiên đã nhìn ra mờ ám, trong lòng thầm hừ một tiếng, sao có thể không biết tiểu nha đầu này hoa hoa tâm tư. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm lại đầy oán niệm. Tên nam nhân đáng chém ngàn đao, làm sao đến chỗ nào cũng chiêu phong dẫn điệp. Trác Phạm lại không để ý đến nhiều như vậy, chỉ lạnh nhạt nói, Vĩnh Ninh công chúa, ngươi sẽ không phải là lại chui chuồng chó chạy ra đây chứ? Làm sao có thể? Bản công chúa lần này là đường chính chính ra khỏi hoàng thành. Vĩnh Ninh công chúa kiêu ngạo nâng bộ ngực nhỏ, thản nhiên nói, còn có 3 tháng, là phụ hoàng 100 tuổi, cho nên ta được phụ hoàng phê chuẩn, đi chuẩn bị quà mừng cho phụ hoàng. Mà lại, sợ các ngươi thời gian vội vàng, chuẩn bị không chu toàn, ta còn đích thân thay các ngươi chuẩn bị một phần. Nhìn xem, ta đối tốt với các ngươi bao nhiêu. Vĩnh Ninh công chúa cười nhìn Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi, mong nhận được một ánh mắt tán thưởng. Chương 692, Tà Long Thế tới. Nhưng mà, Trác Phàm lại không để ý, chỉ là đạm mạc gật đầu, quay người rời đi. Nhìn bóng người vô cảm dần dần biến mất, công chúa thần sắc tối nhạt, bất mãn oán giận nói, Vân Thường tỷ, các ngươi bình thường đều giáo nô tài kiểu gì vậy, quá không coi ai ra gì rồi. Ha ha ha. Công chúa muội muội xin thứ lỗi, hắn chính là không biết tốt xấu như thế, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Lạc Vân Thường cười an ủi, nhưng trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Trác Phàm không coi trọng công chúa, nàng thật là cầu còn không được. Dù sao, đối thủ cạnh tranh của nàng đã quá nhiều. Không thể tiếp tục tăng thêm a. Trong hậu hoa viên, Lạc Vân Hải ba chân bốn cẳng chạy tới, thấy hắn, Trác Phàm cười nói, không tệ, có ánh mắt hơn trước kia nhiều, biết ta có chuyện tìm ngươi. Đó là đương nhiên, dù nói thế nào, ta đã lăn lộn với Trác đại ca lâu như vậy, đã tâm linh tương thông rồi đúng không? Hắc hắc hắc. Lạc Vân Hải cười đùa. Trác Phàm hơi gật đầu, vạch ngón tay nói, vậy thì tốt, để ta xem ngươi tiến bộ đến đâu rồi. Lạc Vân Hải lập tức tăng vọt chiến ý, bước lên một bước, nhất quyền đánh ra. Phanh phanh phanh. Từng đạo quyền phong nổ vang. Trác Phàm một bên tiếp chiêu, một bên chỉ đạo. Chiến đấu không phải liều cậy mạnh, phải dùng não, tìm sơ hở của địch nhân. Công sở đoản, tránh sở trưởng, công không phòng bị, từng bước thiết lập. Mất nguyên một ngày, Trác Phàm chỉ huấn luyện Lạc Vân Hải, đến tận khi trăng sáng sao thưa mới dừng lại. Việc này không có tốn quá nhiều sức của Trác Phàm, nó chẳng khác gì hoạt động gân cốt. Thế nhưng Lạc Vân Hải mới chỉ là đoán cốt cảnh tu giả mà thôi, đối mặt Trác Phàm, dĩ nhiên mệt mỏi như muốn chết. Nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trác đại ca, hôm nay mệt quá. Lạc Vân Hải lớn tiếng hô. Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thở dài, 3 năm. Hiện tại đã qua 1/3, vũng nước đục cũng đã bị quấy. Ngày tháng sau này, muốn tìm được thời gian thanh nhàn này, không còn dễ nữa, ha ha ha. Trác Phàm lắc đầu, cúi người vỗ vỗ đầu Lạc Vân Hải, rồi đi về phía gian phòng của mình, chỉ nghĩ tới ngày phải rời khỏi đây thôi, trong lòng đã nặng nề. Lạc Vân Hải nhìn bóng lưng cao ngạo có phần cô đơn kia, nhíu mày, cũng ý thức được có chuyện, liền vội vàng bò dậy, đi đến gian phòng Lạc Vân Thường. Kẹt kẹt. Trác Phàm đẩy cửa phòng ra, thở dài. Đột nhiên, Trác Phàm phát giác gian phòng có khí tức bất thường. Ngay sau đó, ánh mắt dừng tại giường, trên giường, đệm đã mở ra, mà lại dưới chăn còn có thứ gì đó đang ngọ ngoậy. Ai? Nhướng mày, Trác Phàm lạnh lùng quát. Nghe thấy tiếng hắn, thứ dưới chăn run rẩy càng thêm kịch liệt. Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, chỉ hơi vung tay lên, cái chăn lớn liền bị nhấc lên. Ngay sau đó, hắn lập tức sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Chỉ thấy đó là một bộ đồng thể trắng nõn mỹ diệu, chỉ có một tấm lụa mỏng đỏ tươi bên ngoài, da thịt trong suốt, vô cùng mịn màng. Mà chủ nhân bộ đồng thể này thì đang nhắm chặt hai mắt, hung hăng cắn chặt hàm răng. Toàn thân co rúm lại không ngừng, đã tràn ra nước mắt. Sương Nhi. Cô nương. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, từng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, cuống họng hơi khô chát, nhưng vẫn nghi ngờ nói, ngươi làm gì vậy, vì sao chạy đến trên giường ta, lại còn như này. Nói xong lời cuối cùng, Trác Phàm không thốt ra lời được. Vân Sương đỏ bừng cả khuôn mặt, hận hận trống to, cái tên cầm thú ngươi, không phải ngươi muốn ta sao? Được, ta cho ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi chiếm được ta rồi, sẽ trung thực thực hiện lời hứa. Ê! Sương Nhi, chắc là có hiểu lầm, ta đâu có nói ngươi làm vậy. Trác Phàm đổ mồ hôi. Thế nhưng hai con mắt hư hỏng lại cứ tàn phá bừa bãi, không bỏ qua chỗ nào. Vân Sương khẽ cắn môi, vừa tức vừa xấu hổ, như muốn đâm đầu xuống đất chết luôn. Người này tại sao như vậy à, chiếm lời còn ra vẻ, ta như thế này rồi còn không biết đường nhảy vào ăn. Cứ như là chính nàng tình nguyện bò lên giường hắn, chính hắn rất vô tội vậy. Nghĩ như thế, Vân Sương nổi giận mắng, Trác Phàm, ngươi đang nhục nhã ta sao? Là miệng ngươi chính nói ta làm người của ngươi, bây giờ lại không nhận nợ, đến cùng có ý gì? Nghe được lời này, Trác Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khoát khoát tay. Giải thích, hiểu lầm cơ mờ nờ rờ, ta nói vậy, không phải ý này à. Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta xem thiên cơ, làm quân sư trợ thủ, cũng đừng nói đạo ngã đạo lý gì đó với ta, chỉ thế thôi, không ngờ ngươi lại dám hy sinh như thế. Ta, hay là bây giờ ta ăn ngươi có muộn không? Trác Phàm bắt đầu nói năng lộn xộn. Vân Sương dĩ nhiên đã nghe rõ ý hắn, nàng trợn tròn mắt, ngay sau đó càng thẹn đến muốn chui xuống đất. Nguyên lai hết thảy đều là nàng hiểu lầm, còn làm ra chuyện mất mặt như thế. Trác Phàm luống cuống tay chân, bình thường luôn luôn trầm ổn cơ trí, lúc này lại không biết nên làm gì. Cuối cùng nhớ ra Vân Sương đang tình cảnh lúng túng, lập tức cởi xuống y phục của mình, choàng lên thân ngọc hoàng mỹ kia. Thế mà, đúng vào lúc này, đùng một tiếng, cửa phòng bị cường ngạnh đạp ra, một đám người xông tới, Lạc Vân Hải tới trước nhất, cười to nói, Trác đại ca, vừa rồi ta với tỷ tỷ đến hỏi bàn thống lĩnh, nghe nói hôm nay là sinh nhật huynh, chúng ta chuẩn bị chúc mừng sinh nhật cho huynh đâu. Lạc Vân Hải lập tức thấy rõ tràng cảnh mập mờ trên giường, liền cười xấu hổ, gãi đầu nói, ê, nguyên lai huynh đã được tặng quà rồi à, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Hắc, huynh tiếp tục đi. Cái gì mà quấy rầy không quấy rầy, Trác Phàm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Vân Thường vui mừng hớn hở chạy vào, nhưng khi thấy tình cảnh này, lập tức trợn mắt, chỉ thẳng Vân Sương nói, nàng là ai? Nhìn chỗ da thịt ngưng trơn, cùng chân dài như bạch ngọc kia, Lạc Vân Thường ghen ghét muốn chết. Tên đáng chết không có lương tâm, còn thật có ánh mắt, còn thật biết hưởng thụ. Trác Phàm nhún vai, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ thản nhiên nói, các ngươi có thể đi ra ngoài trước hay không? Khắc, sao có thể ra ngoài? Trác quản gia bị bắt giam tại giường. Là tràng diện khó được a, nhất định phải ghi chép lại. Lanh lợi quỷ chỉ sợ thiên hạ không loạn, đống to. Hung sát quỷ vút tay, vớ vẩn, bắt giam tại giường. Trác quản gia độc thân phú soái, chơi nữ nhân đường chính, có gì phải sợ mà gọi là bắt giam. Tam quỷ còn lại nghe thế, liền cùng nhau gật đầu. Trác Phàm thì trầm mặt xuống, hung hăng trừng tứ quỷ, loại thời điểm này, bốn con lợn này thật sự là như đổ thêm dầu vào lửa. Mà trong mọi người, còn có một người càng thêm phiền lòng, chính là Vĩnh Ninh công chúa. Người khác tốt xấu gì còn giữ lấy thể diện cho đối phương. Chỉ là động mồm mép. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa lại đi vào trước giường, hưng phấn kéo đống quần áo kia ra, quát to, để bản công chúa nhìn xem, ngươi đến tột cùng là ai, có xứng với Trác đại quản gia của chúng ta hay không? Vân Sương sợ hãi cả kinh, càng bị dọa đến co rúm lại không dám động đậy, nếu để mọi người phát hiện, nàng biết đối mặt bọn họ như nào. Trác Phàm chợt ngưng tụ trong mắt, một đạo ánh vàng đột nhiên lóe qua. Không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Vân Sương cùng Trác Phàm cùng nhau biến mất. Chỉ để lại mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn khắp bốn phía. Ngay sau đó bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Lạc Vân Hải le lưỡi, cười trộm không thôi. Nếu không phải là hắn thấy Trác Phàm hiu quạnh, muốn hắn được thư giãn tâm tình, sẽ không liên hệ mọi người chúc mừng sinh nhật hắn, càng sẽ không được chứng kiến tình cảnh hôm nay. Trong một rừng cây, Trác Phàm yên tĩnh đứng trên một mảnh đất trống, nhìn trời đầy sao. Chỉ chốc lát sau, Vân Sương thay xong quần áo đi tới. Nhưng hai gò má nàng vẫn cứ đỏ bừng, có điều, Trác Phàm lại không thèm liếc lấy nàng một cái, chỉ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Vẫn là câu nó, y kia, giúp ta vô điều kiện. Ngươi chính là người của ta, khi đó, chuyện của gia gia ngươi, chính là chuyện của ta. Nếu không, ngươi cùng người nhà họ Vân đều hồi Phong Lâm Thành lánh nạn đi, coi như là ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ gia gia ngươi, chuyện nơi này, ngươi không cần tham dự. Trác Phàm lạnh lùng nói. Vân Sương nhìn hắn thật lâu, chỉ cảm thấy sự ngạo nghễ trên hắn, như thanh trường kiếm đứng thẳng. Vân Sương dần bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói, Tà Long sắp tới. Tà Long. Trác Phàm nhíu mày, trầm tư nói, ta nhớ Vân Huyền Cơ từng nói, Tà Long chi thế là Khuyển Nhung. Ngươi nói là, Khuyển Nhung muốn hành động. Nói đến đây. Trác Phàm đại hỉ, cười gật đầu nói, rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi mới chính là người của ta. Vân Sương mỉm cười gật đầu. Chương 693, Sứ đoàn Khuyển Nhung, 1, sáng sớm ngày thứ hai, trong đại điện Hoàng Thành, Hoàng đế trang nghiêm ngồi trên long ỷ, phía dưới là văn võ bá quan. Bên văn, lấy thừa tướng gia Cát Trường Phong cầm đầu, bên võ, lấy binh mã đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên Vi Tôn. Tất cả mọi người cùng không người, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có chuyện thì bắt đầu, không có thì bãi triều. Cận Thị tiến lên phía trước một bước, cao giọng nói. Vừa dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên liền đứng ra, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, đại tế ti Vân Huyền Cơ đại nhân gặp chuyện, lão thần cực lực truy tra hơn 10 ngày. Vẫn không có chút đầu mối nào. Thỉnh bệ hạ phê chuẩn phái thêm nhân thủ, tiến hành nghiêm ngặt điều tra đối với các đại thế gia tại đế đô. Chuẩn tấu, Độc Cô Chiến Thiên không người lĩnh mệnh, và các Trường Phong lại cười thầm. Lão nguyên soái hành sự thật là tận tâm tận lực, trung quân báo quốc, đáng tiếc quá mức ngay thẳng, hoàn toàn không ý thức được đây chỉ là triều đình âm thầm tranh đấu, lại vẫn đuổi theo việc này không thả. Dù ngươi có cẩn trọng đến mấy, nhưng truy sai phương hướng, kết quả là công giả tràng sao. Gia Cát Trường Phong tiến lên một bước, cười nhạt nói, khởi bẩm bệ hạ. Lão thần có một chuyện muốn tấu. Gần 10 ngày nay, thành môn đế đô đại phong, bách tính sợ hãi, các nhà sợ hãi, song bệ hạ thể miệng thương sinh an bình, giải ý chỉ cấm thành đế đô. Hừ, vụ án đại tế ti còn chưa tra ra manh mối, há có thể dễ dàng mở cửa thành. Thưa tướng đại nhân vội vàng như thế, chẳng lẽ việc này có quan hệ với đại nhân? Gia Cát Trường Phong vừa dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên đã cười lạnh, đồng thời chăm chú để mắt tới hắn. Hoàng đế cũng lạnh lùng nhìn về phía hắn, trầm mặc không nói, chờ hắn giải thích. Gia Cát Trường Phong cười lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, vụ án đại tế ti mặc dù quan trọng, nhưng mặt mũi đế quốc cũng không thể coi thường. Bệ hạ, ngài dù không để ý bách tính an cư lạc nghiệp, cũng phải để ý ngoại bang chứ. Nói rồi, Gia Cát Trường Phong không người, dâng ra một tờ sớ, khởi bẩm bệ hạ, Hoàng đế Khuyển Nhung Quốc biết bệ hạ sắp tới thọ thần 100 tuổi, đặc biệt cho đặc sứ đoàn đến đây chúc mừng, xin bệ hạ cho phép. Hoàng đế cùng Độc Cô Chiến Thiên sợ hãi, đồng thanh kêu lên, Khuyển Nhung phái đến đặc sứ đoàn. Gia Cát Trường Phong đạm mạc gật đầu, không sai, đây là đại sự ngoại giao, nếu để cho Khuyển Nhung sứ đoàn đi vào đế đô, lại thấy thành môn đế đô đại bế. Bách tính không được tùy ý ra vào, sợ sẽ bị chế nhạo. Hoàng đế run run, hung hăng nhìn chằm chằm Gia Cát Trường Phong đang đầy mặt chế giễu, trong lòng thầm hận. Gia Cát Trường Phong trên triều đình, thật sự là khắp nơi nhằm vào hắn. Lúc trước hắn không sớm đưa ra việc này, mượn cớ vì bách tính, mình liền không đáp ứng. Nhưng lúc này lấy mượn cớ sứ đoàn Khuyển Nhung, nếu mình đáp ứng, chẳng phải nói cho tất cả mọi người biết, mình chỉ là một tên hôn quân chỉ lo thể diện hình tượng, không để ý bách tính an ổn. Đáng tiếc, Gia Cát Trường Phong làm quá tốt, hoàng đế thật không thể làm gì hắn. Đem Gia Cát Trường Phong dân sớ. Hoàng đế híp mắt lại, tỉ mỉ suy nghĩ, do dự không quyết. Độc Cô Chiến Thiên vội vã ôm quyền nói, bệ hạ, Khuyển Nhung luôn có hiềm khích với thiên vũ ta, mấy năm không ngừng ma sát. Lúc này phái ra đặc sứ đoàn, sợ có trá, nhất là hiện tại đế đô tốt xấu lẫn lộn, càng không nên để thế lực ngoài tiến vào, xin bệ hạ quả quyết từ chối bọn họ, chớ có dẫn sói vào nhà. Lão nguyên soái nói lời ấy là sai rồi, nguyên nhân chính là hai nước từ trước đến nay bất hòa, bây giờ mới cần phải làm hòa hoãn quan hệ. Gia Cát Trường Phong mỉm cười nói, huống hồ, người ta hảo ý đến mừng thọ, ngươi lại cự tuyệt người ta ngoài cửa. Thực sự không tốt, để Khuyển Nhung xem thường chúng ta. Việc quan hệ thể diện của bệ hạ, uy nghiêm của thiên vũ, lão nguyên soái sao lại nói thế? Vừa dứt lời, lập tức có một vị đại thần thân mang áo bào đỏ bước ra, không người nói, thừa tướng đại nhân nói có lý, lão thần tán thành. Hoàng đế đưa mắt nhìn, người là trung đường thượng thư. Ngay sau đó, lại có một người đứng ra, không người bái hạ nói, thừa tướng đại nhân nói cực phải, xin bệ hạ chuẩn tấu. Binh bộ thị lang. Độc Cô Chiến Thiên thầm nghĩ. Lại sau đó, bách quan trên triều đình gần như là đồng thời quỳ rạp trên đất. Cao giọng nói, chúng thần tán cơ mơ nờ thành. Lần này, sắc mặt hoàng đế lập tức tái nhợt. Cho dù hắn biết Gia Cát Trường Phong quyền khuynh triều giả, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đầy triều văn võ, lại đều đã đứng về phía hắn. Độc Cô Chiến Thiên cũng hoảng sợ, nghĩ không ra trong thiên hạ, trên triều đình, trung thần nguyện ý đi theo hoàng đế, chỉ có mình hắn. Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt râu, ngạo nghễ cười nói, bệ hạ, đây là đại sự quốc gia, chúng thần trung quân thể quốc, mong bệ hạ nhanh chóng quyết đoán, để lão thần tốt nhanh chóng hồi tin cho hoàng đế Khuyển Nhung. Hừ hừ hừ. Chương 694, Sứ đoàn Khuyển Nhung, 2. Thừa tướng, ngươi vội vã như vậy làm gì? Lại quan tâm Khuyển Nhung như thế? Nếu là người không biết, còn tưởng rằng ngươi làm thừa tướng nơi đó đấy. Hoàng đế cười lạnh. Lời vừa nói ra, đầy triều văn võ đều quá sợ hãi, nhìn nhau, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Hoàng đế nói lời ấy có thể nói là cực nặng, trong tất cả tội danh, tội phản quốc là nặng nhất. Hoàng đế tuy nói như một câu đùa, nhưng lại trực chỉ Gia Cát Trường Phong, nhất triều thừa tướng phản quốc, đây chính là đại tội. Nhưng vì không có chứng cứ, cho dù là hoàng đế cũng vạn vạn không thể nói được. Huống chi là nói thừa tướng. Có thể thấy được, lửa giận đến trong lòng hoàng đế đang lớn cỡ nào, làm cho hồ ngôn loạn ngữ. Gia Cát Trường Phong lại vẫn mây trôi nước chảy, thản nhiên nói, bệ hạ chớ có nói đùa như vậy, lão thần nhận bổng lộc thiên vũ, tất phải hết lòng vì đế quốc. Mong bệ hạ hiểu cho. Ha ha ha, hiểu chứ, thừa tướng khổ tâm, trẫm đương nhiên hiểu. Gần như là cắn răng nghiến lợi, hoàng đế cười lạnh thành tiếng, sau đó quát to, phê chuẩn Khuyển Nhung sứ đoàn tiến vào thiên vũ cảnh, giải cấm đế đô, án mạng đại tế ti đợi sau sẽ bàn lại. Bệ hạ anh minh. Chúng triều thần không người bái hạ. Hoàng đế lại cười lạnh nhìn bọn họ, song quyền hung hăng nắm chặt, Độc Cô Chiến Thiên cũng thầm mắng, một đám loạn thần tặc tử. Cùng một thời gian, phủ đại tế ti, phía trên quan tinh lâu, một la bàn hoàng kim rộng phương 10 mét vuông được đặt tại vị trí cao nhất, tản ra lam sắc quang mang thâm thúy, năng lượng quỷ dị cuồn cuộn phía trên so hóa thành đầy trời sao, tự hành vận chuyển. Trác Phàm cùng Vân Sương tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây chính là bát phẩm linh binh Vân gia đời đời tương truyền, Thông Thiên Nghi. Trác Phàm sợ hãi thán phục. Vân Sương gật đầu, trịnh trọng nói, không sai. Thông Thiên Nghi này tương thông với thiên địa, có thể nhìn thiên hạ đại thế. Hôm qua ta xem tinh thần diễn biến, chỉ biết tà long chi khí đang hội tụ tại nơi này, lại chỉ là đại khái. Chỉ có thông qua Thông Thiên Nghi, mới có thể thấy rõ khí thế, tương quan với mệnh số các nhà. Thì ra là thế. Trác Phàm gật đầu, rồi trịnh trọng nói, vậy ngươi cứ xem đê, ta ra ngoài canh chừng. Phốc. Vân Sương che miệng cười khẽ, lườm hắn, nơi này là Vân gia ta, lấy đâu ra chuyện canh chừng, làm như chúng ta là ăn trộm vậy tách. Nói thế, bây giờ các nhà tai mắt hỗn tạp, ta coi như giúp ngươi trấn giữ đi. Trác Phàm lúng túng gãi gãi đầu. Vẫn đi ra ngoài, giữ vững cửa. Vân Sương chợt nghĩ tới chuyện tối qua, hai gò má liền ửng hồng, thì thào, hắn cũng không phải xấu, chí ít đều không xấu đối với bên cạnh người a, nếu không, những người kia sao lại chủ động chúc mừng sinh nhật cho hắn. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới việc tối hôm mình chủ động đến chỗ hắn, quả thực chẳng khác gì đưa hắn quà sinh nhật, gương mặt càng thêm đỏ bừng. Rồi nàng vội vàng lắc đầu, để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng mới ngưng tụ song đồng, hai mắt bỗng nhiên biến thành đen nhánh, chăm chú nhìn Thông Thiên Nghi. Chỉ một thoáng, ngôi sao đầy trời hóa thành 4 con cự long. Lao nhanh tại cảnh nội thiên vũ, cắn xé lẫn nhau, Vân Sương càng xem càng kinh hãi. Bởi vì nàng đã từng xem với gia gia của nàng, 4 con ác long chinh phạt lẫn nhau, thiên vũ khắp nơi sinh linh đồ thán. Tuy sau cùng người thắng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, mấy chục năm sau trận chiến này, thiên vũ sẽ dâng chúng lầm than. Độ thảm trọng, chính là lần nặng nề nhất của thiên vũ. Ông! Một trận vô hình ba động phát ra, Thông Thiên Nghi dừng lại, ngôi sao đầy trời biến mất. Trác Phàm tò mò chạy tới, kết thúc rồi sao? Ngay sau đó, hắn giật mình, vì hắn thấy Vân Sương đang rơi lệ, trong mắt đều là vẻ đau thương. Sương Nhi, ngươi làm sao vậy, nhìn thiên tượng thôi mà cũng rơi lệ. Trác Phàm khó hiểu nói. Vân Sương chợt bắt lấy tay hắn, vẻ mặt khẩn cầu, Trác quản gia, ta van cầu ngươi, chuyện gia gia của ta, ngươi có thể mặc kệ, nhưng xin ngươi nhất định phải ngăn cản Trường Hạo kiếp này, chỉ có ngươi mới có thể thay đổi vận mệnh vũ quốc, để thiên hạ bách tính không bị sinh linh đồ tháng. Trác Phàm nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu, ta hết sức nỗ lực, có điều. Cái gì? Trác Phàm hết sức nghiêm túc nói, Trác Phàm ta công tư rõ ràng. Ngươi là người của ta, Chuyện của ngươi, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Về phần chuyện của gia gia ngươi, chỉ có thể là thuận tiện, sẽ không cưỡng cầu. Vân Sương không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm bật cười lớn, đây là phong cách hành sự của ta, ngươi nên hiểu. Được rồi, bây giờ nói chuyện chính, khi nãy ngươi thấy gì? Vân Sương cũng nghiêm mặt lại, trở nên ngưng trọng, lần này Tà Long thế tới, chỉ sợ là nhằm vào Lạc Gia. Ồ! Trác Phàm nhíu mày nghi hoặc. Lạc Gia vừa mới hưng khởi, có liên quan gì tới Khuyển Nhung, sao lại tới vì Lạc Gia? Chương 695, làm tốt lắm. Vân Sương cũng cau mày, thở dài nói, ta chỉ là nhìn theo khí vận, Tà Long thế tới hung mãnh, có hiệu quả tăng cường vận thế. Nhưng mà, chỉ có ba nhà được tăng cường, duy chỉ có Lạc Gia yếu đi rất nhiều. Ta mới nghĩ Khuyển Nhung đến Thiên Vũ sẽ gây bất lợi với Lạc Gia. Sao lại như thế, ba nhà còn lại đều có tăng cường. Trác Phàm kinh nghi, sau đó đi tới lui đi, tỉ mỉ suy nghĩ, lại vẫn không nghĩ ra được gì, không thể nào, hai cổ thế lực tăng cường còn có thể thông cảm được, nhưng Bàn Long chi thế. Tà Long rõ ràng là nhằm vào Bàn Long, làm sao lại chèn ép Lạc Gia, thật là kỳ quái. Trác Phàm lại tiếp tục nói, Vân Huyền Cơ từng nói. Mệnh lý đều có tử môn cùng sinh môn, chỉ là mọi người làm ra quyết đoán khác biệt, bước vào các môn khác biệt mà thôi. Theo thiên tượng, xem ra ba nhà cho ra bố trí, để Tà Long vọt tới Lạc Gia ta. Thế nhưng, đến cùng là vì nguyên nhân gì, làm cho đường đường một nước như Khuyển Nhung, nhằm vào tiểu thế gia vậy? Trác Phàm chau mày, tỉ mỉ cân nhắc, lại hỏi, vận thế Lạc Gia ta, sau này sẽ như thế nào? Không biết. Vân Sương bất đắc dĩ nhún vai nói, Lạc Gia hết thảy, đều do ngươi chủ đạo. Mà ngươi lại không tại thiên mệnh, cho nên đối với vận thế Lạc Gia, ta chỉ có thể nhìn thấy xu thế hiện tại cùng gần đây. Tương lai xa thì không nhìn được. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hiện tại Trác Phàm biết đối phương sau này sẽ cường thịnh, nhưng mệnh số của mình thì lại không biết nên như thế nào để điều chỉnh bố trí. Xem ra một chân không phụ thuộc thiên mệnh, chưa hẳn là chuyện tốt. Nhưng chuyện khẩn yếu nhất trước mắt, vẫn là trước làm rõ ràng kế hoạch bố trí của ba nhà là hơn. Dù sao, có thể xuất hiện thiên tượng khác thường như thế, nhất định có đại âm mưu. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm cảm thấy nặng nề, quay đầu nhìn Vân Sương, cười nói, được rồi. Chúng ta trở về đi. Lần này may mắn có ngươi, nếu không ta sợ sẽ rất khó phát hiện kỳ quặc. Nào có, ta là vì gia gia cùng thiên hạ thương sinh. Vân Sương cười gật đầu, cùng rời khỏi Đại Tế Ti Phủ, trở về Lạc Gia. Phía trên một tòa lầu các cách đó ngàn mét, hai bóng đen nhìn lấy hai người dần dần rời đi, chỉ cảm thấy phiền muộn. Chúng ta chưa bao giờ phải uất ức như thế này. Một người hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, cách xa như vậy, nhìn không thấy, nghe không được, đến đây làm cái méo gì. Thôi, ai bảo chúng ta phải giám thị Trác Phàm. Tiểu tử này rất quỷ dị, thống lĩnh đại nhân đều bị hắn đánh thành trọng thương. Đến gần chỉ sợ rất dễ bị hắn phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta muốn chạy sợ cũng không kịp. Đi thôi, đi Tế Tự Phủ nhìn xem bọn họ làm gì. Trác Phàm vừa suy nghĩ cục thế, vừa chạm mặt với mấy minh hữu, hỏi thăm động tĩnh các nhà, ngẫu nhiên cùng Vân Sương đến Tế Tự Phủ nhìn xem thiên tượng biến hóa, thám tử quỷ ảnh đội thì tiếp tục từ xa giám thị, nhưng thực tế thì chẳng phát hiện được gì. Còn có một việc khiến Trác Phàm thấy kỳ quái, mỗi lần gặp người Hoa Vũ Lâu, nghe ngóng về Sở Khuynh Thành, tất cả mọi người đều ấp úng. Còn về Vân Gia, Hoàng đế biết rõ còn cố hỏi. Trác Phàm chỉ đáp bọn họ an toàn, lấp liếm cho qua. Dù sao, Trác Phàm có lý riêng, cùng Vân Huyền Cơ là bạn thân thiết, hắn chết, giúp hắn chiếu cố tộc nhân, không quá phận. Mà lại, hắn còn là đệ nhất đại quản gia, chỗ đến, như Hoàng thượng thân lâm. Bằng không, hắn sẽ không có khả năng dễ dàng như thế đưa Vân Gia dời đi. Nghĩ đến đây, Hoàng đế chỉ có thể ngậm đắng, có nỗi khổ không nói được. Mà trong lúc này, chuyện đặc sứ đoàn Khuyển Nhung muốn tới đế đô, mừng thọ Hoàng đế đã xôn xao dư luận, hoàn toàn giống như thiên tượng, để Trác Phàm căng thẳng trong lòng. Khuyển Nhung đến, sẽ như thiên tượng, trở thành thế lực thứ tư áp chế Lạc Gia sao? Trác Phàm vội vàng truyền tin cho đám người Lệ Kinh Thiên. Bọn họ, hiện tại cần thực lực áp đảo tất cả. Sau 3 tháng, toàn bộ đế đô đều sôi trào, bởi vì ngoài cửa thành chợt xuất hiện một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp hơn 1.000 người. Mà lại tọa kỵ của bọn họ không phải chiến mã, mà là linh thú. Tọa kỵ của hơn 1.000 người đều là linh thú cấp, mấy người cầm đầu, càng là nắm giữ linh thú cấp 5, khí thế phi phàm. Trác Phàm, có náo nhiệt, mau ra đây. Một buổi sáng sớm, một vị thư sinh trẻ tuổi lo lắng chạy đến Lạc Gia. Trác Phàm cùng Lạc Vân Thường đi ra xem, liền không còn gì để nói. Người này không phải ai khác, chính là Vĩnh Ninh công chúa nữ giả nam trang lén lút chạy ra. Từ khi vị công chúa này quen với Lạc Gia, thì 3 ngày sẽ tới 2 lần, lúc đầu thì lấy cớ tìm chị nuôi Lạc Vân Thường, về sau biến thành trắng trợn tìm Trác Phàm. Do thân phận công chúa của nàng, Trác Phàm chỉ có thể tùy ý ứng phó. Công chúa, ngươi lại muốn chơi gì, ta không có thời gian bộ ngươi, tìm Vân Hải cùng đại tiểu thư đi. Trác Phàm nhún nhún vai nói. Vĩnh Ninh công chúa hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu nói, đây chính là sự kiện rầm rộ 100 năm khó gặp. Bản công chúa hảo ý mới đến mời các ngươi cùng đi xem náo nhiệt, thật là không biết điều. Xem náo nhiệt? Ngươi muốn thì tự đi mà xem. Trác Phàm khinh thường biểu môi, nói xong liền muốn quay người rời đi. Vĩnh Ninh công chúa thấy thế liền khẩn trương, chặn lại nói, đặc sứ đoàn Khuyển Nhung đến, lập tức muốn vào thành, đây chính là phong tình dị vực khó được, ngươi mà bỏ lỡ là không có lần 2 đâu. Cái gì, Khuyển Nhung? Trác Phàm trì trệ, rồi lập tức quay người đi ra ngoài. Khuyển Nhung đến, hắn muốn xem, thực lực của bọn họ lớn bao nhiêu, mà có thể tạo thành uy hiếp với Lạc Gia hắn. Công chúa thấy thế cũng vội vã đi theo, này. Chờ ta à. Lạc Vân Thường hơi sững sờ, ý thức được việc này có vẻ rất quan trọng, liền vội vàng kêu Lạc Vân Hải cùng đuổi theo. Kết quả là, cả đám các loại cùng nhau đi ra cửa phủ, khi bọn họ đến đường lớn, liền sững sờ, giờ khắc này, đường phố đã tập trung đầy người. Có thể nói là người người chen chúc, người đông tấp nập. Trác huynh, bên này. Trác Phàm quay đầu nhìn, thấy trên một tiểu lâu, Long Hành Vân cười vẫy chào, bên cạnh còn có Tạ Thiên Thương cùng một đám đệ tử trẻ tuổi, tất cả đều là người một nhà. Trác Phàm gật đầu, cùng mọi người đi đến tiểu lâu. Đến tận đây, hắn mới phát hiện, nguyên lai thế hệ trẻ tuổi các nhà đều tụ tập đầy đủ tại nơi này. Không chỉ là Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các, mà đối thủ như Dược Vương Điện, U Minh Cốc cũng có mặt. Chỉ là tất cả mọi người đi xem náo nhiệt, tận lượng khắc chế chính mình, không gây xung đột. Nhất là khi thấy Trác Phàm đến, càng là không càng rỡ. Con hung thú này hỉ nộ vô thường, ai biết hắn ngáo lên tìm lý do gì rồi giận chó đánh mèo bọn họ. Ngay cả trưởng lão nhà mình cũng không dám chọc hắn, những đệ tử như bọn họ thì càng không dám gây sự. Mà thấy thế, đám người Long Hành Vân đều cười rộ lên. Vị lão huynh này thật đúng là hung danh lan xa. Trác huynh, hôm nay cả tầng lầu đều được đệ tử thế gia bao, chính là vì có thể càng rõ ràng chứng kiến Khuyển Nhung. Long Hành Vân dẫn một đoàn người tới chỗ Trác Phàm, cười nói. Tạ Thiên Thương vẫn luôn lạnh lùng, trường kiếm vẫn nắm chặt trong tay, chỉ là không biết có bao nhiêu cao thủ. Ai, võ si. Lúc này, đại đội Khuyển Nhung còn chưa vào thành, Trác Phàm nhìn chung quanh, phát hiện một người đang né tránh ánh mắt hắn, liền lắc đầu nói, Nghiêm Phục, ngươi đến mà không gọi ta sao? Nghiêm Phục đang sắp xuống được tầng 1 liền giật mình, ngay sau đó biết điều cười ngây ngốc. Gãi gãi đầu đến cạnh hắn, lúng túng nói, Trác quản gia, ta ngẫu nhiên đi ngang qua. Thế nhưng, hắn chưa nói hết, thì có một giọng nữ chợt vang lên, Nghiêm Phục, sư phụ sư bá ta đến, còn không mau mau chuẩn bị chỗ tớ. Tiếu Đan Đan cùng Thanh Hoa, mẫu đơn lâu chủ tới, lại đúng lúc thấy Trác Phàm, gương mặt liền đỏ lên, lúng túng cúi thấp đầu. Trác huynh, thực không dám giấu giếm, bọn họ đã phải lòng nhau. Chỉ là ngươi quá bận rộn công vụ, không biết mà thôi. Long Hành Vân lên tiếng. Trác Phàm lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn hai người, các ngươi. Nghiêm Phục nhất thời hoảng sợ đến run người. Câm như hến. Người nào không biết, trước kia Tiếu Đan Đan điên cuồng mê luyến Trác Phàm, tuy Trác Phàm không để ý tới nàng, nhưng làm vậy thật chẳng khác nào cướp nữ nhân từ Trác Phàm. Vậy thì kết cục đã có thể đoán trước. Mẫu đơn lâu chủ thì vẫn to gan mắng, thế nào, Trác Phàm, ngươi không muốn Đan Đan nhà ta, chẳng lẽ còn muốn cấm túc nàng cả một đời à? Trác Phàm khoát khoát tay, không nói gì, hai con ngươi yên tĩnh đảo qua hai người, làm cho hai người sợ mất mật, một lát sau, mới chợt cười lớn một tiếng, vỗ vỗ vai Nghiêm Phục nói, ha ha ha. Làm tốt lắm. Cười to thoải mái như thế. Quả thực giống ném bỏ bớt đi được một gánh nặng. Mọi người tại đây nghe xong, tất cả đều sạm mặt. Chương 696, phách lối ách. Nghiêm Phục khí tức trì trệ, ngũ vị tạp trần. Trác Phàm không có trách tội hắn, hắn hẳn nên cao hứng mới đúng a, thế nhưng nghe lời này sao cứ thấy không ổn, như thể mình vui vẻ khi lấy được đồ bỏ đi của người ta vậy. Tiếu Đan Đan nghe thế cũng đầy miệng đắng chát, cảm thấy tâm thất lạc. Trác Phàm như thế, nói rõ Tiếu Đan Đan nàng căn bản chưa từng có trong lòng Trác Phàm căn bản không xem nàng là gì, nhiều lắm thì gánh nặng phiền phức mà thôi. Nhìn ánh mắt hiu quạnh đệ tử, Mẫu Đơn lâu chủ lại mắng to, ha ha, Trác Phàm, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi không có chút lưu luyến đối với Đan Đan nhà ta sao? Tên vô tình vô nghĩa, mọi người nghe xong lời này, tất đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Thanh Hoa lâu chủ cũng phải xấu hổ giùm, nhẹ nhàng kéo áo Mẫu Đơn lâu chủ, thầm mắng, người ta có ý với Đan Đan, không chịu buông tay, ngươi mắng, người ta không có gì với Đan Đan, căn bản không so đo, ngươi cũng mắng. Ngươi đến cùng là muốn người ta như thế nào mới vừa lòng? Chẳng lẽ nói, để bọn họ vì mỹ nhân quyết đấu, đánh nhau chết sống, ngươi mới hài lòng sao? Cái này. Mẫu Đơn lâu chủ trì trệ, quả thật không phản bác được. Hai người quyết đấu, Nghiêm Phục có thể ăn được Trác Phàm sao? Nếu thật sự muốn tranh giành, ai có thể tranh nổi tiểu tử kia? Chẳng qua là nàng cảm thấy, Trác Phàm trả lời vô tình như thế, thật là quá công tâm đệ tử nàng. Dù sao, đệ tử nàng đã tâm toàn ý chờ hắn hơn 7 năm, nếu không phải xảy ra chuyện với Khuynh Thành, nói không chừng. Ai, vậy thì tốt. Mẫu Đơn lâu chủ nghĩ thông suốt, thở dài vỗ vai Tiếu Đan Đan, an ủi nàng, sau đó gọi Nghiêm Phục đến, thật tốt dạy bảo một phen. Nghiêm Phục nhìn Trác quản gia, xin chỉ thị, Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, thúc giục, ngươi đi nhanh đi, mẹ vợ tương lai dạy bảo, nhớ nghe cho tốt. Ngươi im miệng. Mẫu Đơn lâu chủ nổi giận gầm lên. Hung ác trừng Trác Phàm. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, quay mặt nhìn đường phố, tâm lý lại vui vẻ. Trong lòng hắn, Tiếu Đan Đan là một bé hoa si, trước kia cứ mãi đi theo hắn, hiện tại có người tiếp nhận, có thể thoát khỏi nàng, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đóng. Đột nhiên, một tiếng ngâm chấn thiên trường vang lên, cổng thành đế đô ầm ầm mở ra, từng đầu hung thú dương nanh múa vuốt chỉnh tề đi tới. Bách tính nội thành càng thêm sôi trào. Dù sao, trong bọn họ, chỉ sợ có người chưa từng thấy linh thú, chứ đừng nói là linh thú cấp 5. Tầng lầu ồn ào cũng đột nhiên yên tĩnh, mọi người chăm chú quan sát. Thấy những người cầm đầu là 5 nam một nữ, uy phong lẫm liệt. Khí thế cường đại khiến mọi người xung quanh cùng nhau lùi về sau, không dám nhìn thẳng, dù là người từ nơi xa, cũng có thể thấy rõ ràng sự biệt giữa dị tộc cùng người thiên vũ. Nhất là nữ tử kia, kinh diễm vô cùng, có một loại khí chất tà mị khác biệt nữ tử thiên vũ, khiến rất nhiều nam tử bất giác ý loạn tình mê, chảy nước miếng, khoái khoái. Long Hành Vân cũng không ngoại lệ, gật gù đắc ý, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sắc Lan. Chiêu nữ bên cạnh đều trợn trừng mắt, hung ác lườm hắn. Nghe nói Khuyển Nhung nổi danh với ngự thú chi thuật. Thật là muốn mở mang kiến thức, bọn họ nhân thú hợp nhất có bao nhiêu uy lực. Trường kiếm trong tay Tạ Thiên Thương phóng ra kiếm mang khiếp người, hai mắt đầy chiến ý, giống như hận không thể lập tức lao xuống đại chiến một phen. Long Hành Vân vội vàng khuyên nhủ, đừng, đây là đại sự hai nước kết giao, không thể làm to chuyện. Nhất là, không thể xuất thủ với mỹ nữ kia, hắc. Trác Phàm không nghe bọn họ nói bậy, chỉ chăm chú quan sát, âm thầm suy nghĩ. Những người cầm đầu, 3 thiên huyền cảnh, 3 thần chiếu cảnh, 1.000 tinh kỵ, đều là đoán cốt cảnh. Lại thêm 1.300 linh thú cấp cùng 6 linh thú cấp 5. Chỉ là đội hình như thế, thật có thể uy hiếp được Lạc Gia sao? Trác Phàm, ngươi đang nhìn gì đấy? Công chúa nhìn thấy hắn một hồi lắc đầu thở dài, một hồi lại thần sắc ngưng trọng, liền hứng thú hỏi. Thấy kỳ quặc. Trác Phàm đạm mạc trả lời. Công chúa lại càng thêm nghi hoặc, kỳ quặc. Có gì kỳ quặc? Hừ, đã nói là kỳ quặc, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhìn ra. nếu như biết rõ chỗ kỳ quặc thì còn phải nói sao, ngu ngốc. Trác Phàm hừ nhẹ. Công chúa nghe thế liền đỏ mặt, hung tợn lườm hắn, tức giận đến ngoác miệng. Rống. Một tiếng rống rung trời, sứ đoàn Khuyển Nhung đồng loạt dừng lại. Lúc này, phía trước nhất, con linh thú cấp 5 lắc đầu vẫy đuôi, nộ hống liên tục, trước mặt nó, có một tiểu hài đồng 5-6 tuổi đang ngồi liệt trên mặt đất, khóc lóc không ngừng. Chỉ chốc lát sau, một lão tẩu tóc xông ra, vội vàng ôm lấy đứa bé kia, cúi đầu khom lưng nói, thật xin lỗi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, mong các vị đại nhân thứ lỗi. Không có gì đáng ngại, lão bá. Trong sứ đoàn, vị nữ tử duy nhất cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay. Thế nhưng, nàng còn chưa dứt lời, đại hán cưỡi trên lưng con linh thú kia đã nhếch miệng cười một tiếng, không buông tha nói, người Thiên Vũ đều không có thể thống như thế sao? Lão tử là tướng quân Khuyển Nhung quốc. Một con kiến hôi như ngươi lại dám ngáng đường bản tướng quân, chính là bất kính với Khuyển Nhung ta. Nếu hai nước khai chiến, ngươi gánh nổi sao? Thôi đi, bốc phét là giỏi, hai nước mà dễ khai chiến như vậy thì đã đánh cờ mờ rồi, lại còn phải đợi đến lúc ra cái chuyện cỏn con này à? Trác Phàm khinh thường biểu môi. Mọi người cũng gật đầu, sau đó khinh miệt nhìn về phía đại hán. Hắn nói kiểu đó, chỉ là lừa gạt dân chúng không hiểu chuyện mà thôi. Thế nhưng, lão đầu kia chỉ là một người dân bình thường, nghe chuyện hôm nay có thể sẽ gây nên chiến tranh hai nước, liền bị dọa đến chân mềm nhũn ra. Nếu việc này là thật, vậy hắn chính là thiên cổ tội nhân dẫn đến sinh linh đồ tháng a. Hắn vội vàng quỳ rạp trên đất, hoảng sợ dập dầu, đại nhân tha mạng, tất cả tội lỗi đều do tiểu dân xin chịu tội. Đại hán kia liền cười hài lòng, trong mắt đầy vẻ khinh miệt, nữ tử kia lại nhíu mày, lườm hắn mắng, đừng có làm lớn chuyện. Hắc hắc hắc. Tiểu thư yên tâm, chỉ là lấy mấy tên tiểu lâu la Thiên Vũ ra đùa chút, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Đại hán kia tùy ý khoát tay, sau đó nhìn về phía lão nhân nói, cũng được, lão tử là người đại nhân đại lượng, có thể bỏ qua. Nhưng tọa kỵ của lão tử lại có hơi bướng bỉnh, chính là thứ mà động vào nó cứ muốn nuốt mất mới được, nếu không sẽ cáu kỉnh, gián tiếp ảnh hưởng tâm tình lão tử. Ngươi nói xem, nên làm thế nào cho phải? Nghe xong lời này, lão nhân kia quá sợ hãi, hắn nói vậy, không phải là muốn đút cháu mình cho con linh thú này ăn sao? Mà lại, còn muốn tự tay mình đút ăn. Hắn làm sao có thể xuống tay được? Vị nữ tử kia đã không chịu nổi, cả giận nói, trà kéo hy hữu, đừng có quá đáng. Hắc hắc hắc. Tiểu thư, chỉ đùa chút thôi, không có gì lớn. Đại hán kia nhay nhay cười cười, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm lão nhân. Chờ lão đưa đứa bé cho linh thú ăn. Con linh thú kia thì dương nanh múa vuốt, liếm liếm bờ môi đỏ màu máu, trong mắt đều là vẻ huyết tinh. Hừ, thật sự là buồn cười, đến Thiên Vũ ta còn dám hung hăng càn quấy, quá không coi ai ra gì rồi. Đùng một tiếng, Tạ Thiên Thương vỗ bàn, hai mắt tóe lửa, thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thế nhưng Long Hành Vân lại vội vã khuyên nhủ, Tạ huynh, bọn họ là đáp ứng lời mời mà đến, triều đình còn không ra mặt, chúng ta ra mặt sao được? Chớ có gây chuyện. Hắc! Đường đường ngự hạ gia tộc, lại sợ gây chuyện. Công chúa cũng tức giận cười lạnh, bình thường cũng đâu có thấy các ngươi ít gây chuyện. Bây giờ lại không dám. Quỷ gan nhỏ. Trác Phàm, cùng bản công chúa đi giáo huấn bọn họ. Muốn đi thì ngươi tự đi, ta éo đi. Trác Phàm khoát tay nói, ngươi nói xem, bình thường loại chuyện này, ngự hạ thất gia làm không ít, ngươi quản được sao? Đúng rồi, Tiếu Đan Đan, ngươi trước kia không phải là tội ác chồng chất sao? Ta. Tiếu Đan Đan liền đỏ mặt, xấu hổ cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, lúc đó ta chỉ là hơi tức giận mà hồ đồ thôi, tại sao lại lấy việc này ra? Còn có Nghiêm Phục, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Trác Phàm liếc Nghiêm Phục, đạm mạc nói. Nghiêm Phục rất thản nhiên gật đầu, không sai. Trước kia theo sư phụ ra ngoài, xác thực rất phách lối trang bức. Nhưng từ khi đến Lạc Gia gia quy xâm nghiêm, không có nhiều cơ hội nữa. Nói tốt lắm, hôm nào dẫn ngươi đi trang bức. Trác Phàm vỗ tay khen, cười tà nói, thấy chưa, công chúa, đừng thấy chúng ta bình thường đạo mạo cỡ nào, ngự hạ gia tộc, thực chất đều là ác nhân, không có gì khác những người kia. Ngươi để một đám ác nhân như chúng ta đi quản bọn chúng, có phải suy nghĩ nhiều rồi hay không? Công chúa trì trệ, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả giận nói, ngươi không đi, ta đi. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, các vị là khách quý. Nhưng khách là khách, có đạo lý đảo khách thành chủ sao? Bạch. Một bóng người xinh đẹp xẹt qua, Vân Sương xuất hiện trước hai ông cháu, trợn mắt nhìn thẳng. Trác Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại bất đắc dĩ thở dài. Chuyện của người khác, hắn có thể mặc kệ, nhưng đây là người của mình a. Rồi Trác Phàm chợt nở nụ cười dữ tợn, vậy thừa cơ thử khuyển nhung sâu cạn đi. Chương 697, Cường Long khó áp địa đầu xà là Sương Nhi. Vĩnh Ninh công chúa kinh hô. Mọi người liếc nhìn nhau, không ai ngờ thánh nữ lại hiện thân, nhất thời, con cháu các thế gia trong tửu lâu đều một bộ hiếu kỳ. Ai cũng biết, từ khi Đại Tế Ti bỏ mình, thánh nữ chính là bảo bối trong mắt mọi người, là tồn tại không có thể thay thế. Vì bảo vệ an nguy của nàng mà bất hòa với sứ đoàn khuyển nhung là chuyện chắc chắn. Nhưng về điểm này, những người khuyển nhung kia không biết. Tra Lạp Hãn khinh miệt nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn chết sao, ngay cả chuyện khuyển nhung chúng ta cũng dám quản, hoàng đế các ngươi không dạy các ngươi đãi khách như thế nào sao? Đã biết mình là khách nhân, vậy nên biết thân phận, thiên hạ không có khách nhân nào làm càng như thế. Vân Sương không sợ hãi chút nào, lạnh lùng đáp trả. Tra Lạp Hãn trừng nàng, lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha ha. Nói khá lắm, nhưng biết thân phận hay không, cũng phải xem chủ nhà có năng lực hay không. Hôm nay lão tử biến hai kẻ này làm thức ăn cho tọa kỵ của lão tử, xem thiên vũ ai có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, Tra Lạp Hãn dậy dây cương, con hung thú lập tức mở cái miệng đỏ máu xông tới hai ông cháu. Không. Vân Sương vội vàng bay người lên trước, nhất chưởng đánh về phía đầu con linh thú. Tra Lạp Hãn lập tức hiển lộ khí thế. Ầm. Giống như đụng phải một mặt vách tường vô hình, Vân Sương bị đánh bay ra, bạch 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 lùi mấy bước. Ha ha ha. Tiểu nha đầu thiên huyền cảnh, thế mà dám quản chuyện của đại gia, thật không biết là ai cho ngươi lá gan này. Vân Sương khẩn trương quá đổi, mắt thấy hai ông cháu lập tức phải tán thân trong miệng linh thú, như giống như lửa thiêu, trong hai con ngươi đã rơi đầy nước mắt. Ta buồn bã cho thương sinh gặp nạn khổ. Hai ông cháu hai mắt nhắm chặt, chỉ có thể cắn chặt răng chờ đợi cái chết. Nữ tử khuyển nhung giật mình, vội quát, Tra Lạp Hãn, đừng làm rộn, mau dừng tay. Thế nhưng, hết thảy đã muộn, Tra Lạp Hãn hoàn toàn không có ý muốn nghe nữ tử kia, đã rơi vào trong bạo ngược điên cuồng, trong mắt đều là huyết tinh chi sắc. Vây xem mọi người cũng không có ai kịp ra tay, chỉ thở dài lắc đầu. Chỉ là dân thường, đụng trúng sứ đoàn khuyển nhung, đã định trước không có kết quả gì tốt. Mà lại, vì quan hệ ngoại giao hai nước, lại có mấy người nguyện ý đi ra quản. Thánh nữ tuy muốn ngăn cản, đáng tiếc nàng hữu tâm vô lực a. Phốc. Đột nhiên, một tiếng vang trầm phát ra, khí thế cuồng bạo biến mất, thân thể linh thú cứng tại nguyên chỗ, chỉ có mùi hôi thối phiêu tán từ cái miệng đang mở to. Tra Lạp Hãn kinh hãi nhìn người trước mặt. Mọi người vây xem cũng đầy hy vọng hô lên, là hắn. Hai ông cháu còn không rõ ràng cho lắm, chỉ yên tĩnh chờ đợi tử vong hàng lâm, nhưng một lúc lâu không thấy cảm giác gì, mới cẩn thận từng ly từng tí mở mắt. Chỉ thấy lúc này, thân thể khổng lồ của con mãnh thú kia bị một cánh tay phải hiện ra hồng mang nhẹ nhõm đỡ được, mà đứng trước mặt bọn họ là một vị công tử trẻ tuổi tóc trắng phiêu nhiên. Người này, bọn họ lại quá là rõ ràng, từ khi hoàn thành nhất chiến, chỉ sợ Thiên Vũ Đế Đô Thành, không ai không biết. Hung thú không thể trêu chọc nhất Thiên Vũ. Trác Phàm, thình lình xuất hiện. Làm sao có thể? Mọi người khuyển nhung cũng đều kinh ngạc. Nhất là Tra Lạp Hãn, hai mắt lóe ra chiến ý khiếp người. Thế mà chỉ dựa vào lực lượng thân thể, đỡ được một con linh thú cấp 5. Thiên Vũ, có người thần lực như thế sao? Trong tửu lâu, những con cháu thế gia thấy Trác Phàm xuất thủ liền sao động, nhưng phút chốc lại bình tĩnh trở lại. Có người thậm chí hưng phấn như xem náo nhiệt. Bọn họ đều rõ ràng, chỉ cần Trác Phàm xuất thủ, chuyện này trên cơ bản không có gì phải lo lắng. Kết quả đại khái chỉ là, bọn họ bị Trác Phàm giáo huấn cực kỳ thảm. Thảm hoặc là vô cùng thê thảm, mà thôi, chỉ có một trong ba lựa chọn. Tạ Thiên Thương lạnh lùng nhìn phía dưới, bất mãn nói, Ngụy quân tử, vừa mới rồi hắn còn nói không nhúng tay vào việc này, bây giờ lại xông lên trước nhất. Ha ha ha, có ngoại lệ a, đại phiền toái như này, chỉ có hắn chọc được, Tạ huynh, ngươi chớ có để ý. Long Hành Vân cười lớn nói. Mọi người nghe thế đều gật đầu, biểu thị tán đồng. Sứ đoàn Khuyển Nhung giống như cường long nhập cảnh, Trác Phàm địa đầu xà không lên, ai còn có thể lên nổi. Trác Phàm liếc mắt nhìn hai ông cháu, thản nhiên nói, còn đứng ngay đó làm gì? Còn thật muốn làm thức ăn cho con súc sinh này sao? Lão hán kia giật mình, rồi rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng ông lấy cháu trai chạy ra xa, còn liên tục hô to, đa tạ Trác quản gia đại ân cứu mạng, lão hữu vĩnh sinh không dám quên. Lớn mật. Tra Lạp Hãn thấy thế liền giận dữ, con linh thú cũng nổi giận gầm lên, điên cuồng lúc lắc đầu, muốn tránh thoát Trác Phàm. Thế nhưng, bàn tay Trác Phàm như cả một ngọn núi, nó quẩy như nào đều không thoát được. Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay. Đùng một tiếng, con linh thú cấp 5 còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị hung hăng quật ngã xuống đất. Lập tức mất đi ý thức. Mà Tra Lạp Hãn thì vội vàng bay lên trên không, vừa giận vừa sợ mà nhìn Trác Phàm, đầy vẻ khó hiểu, sao có thể, chỉ là lực lượng một cánh tay đã quật choáng cả linh thú cấp 5, người này đến cùng thần thánh phương nào. Trước khi tới Thiên Vũ, chưa từng nghe nói a. Hay, Trác quản gia uy vũ. Trong đám người, không biết là ai hô to một tiếng, mọi người cũng lập tức hưởng ứng, cùng khu quyền hét lớn, Trác quản gia, Trác quản gia, Trác quản gia. Tiếng la chấn thiên, âm chấn thương khung. Đám người Khuyển Nhung sắc mặt hoảng sợ nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn về phía Trác Phàm. Kinh nghi trong mắt càng sâu. Quản gia. Quản gia trẻ tuổi như vậy, còn có thần lực như vậy, là thuộc cổ thế lực nào vậy, trước kia làm sao chưa từng nghe nói. Hơn nữa thoạt nhìn, giống như tất cả mọi người đều biết, uy vọng của hắn cũng rất cao. Đáng chết, mấy thằng làm tình báo làm ăn kiểu gì vậy, cao thủ mà người dân thường đều biết rõ, chúng ta thế mà không biết gì, thật sự là một đám phế vật. Trác Phàm không quan tâm bọn họ, mà đi đến chỗ Vân Sương, Vân Sương mỉm cười vui vẻ, an tâm đi không ít. Không biết sao, chỉ cần Trác Phàm xuất hiện, bất luận tình cảnh gian nguy cỡ nào, nàng đều rất yên lòng. Trác quản gia. Đúng lúc này, Vĩnh Ninh công chúa kéo Nghiêm Phục vội vã xuyên đám người, chạy đến trước mặt Vân Sương, đồng thời luôn miệng xin lỗi Trác Phàm, thật xin lỗi, Trác quản gia, ngài kêu chúng ta đi mua sắm hàng hóa, chúng ta có chơi chậm trễ, ngài đừng trách chúng ta. Tuy chúng ta chỉ là nô tỳ gia đình, trong mắt ngài có lẽ không có ý nghĩa, nhưng chúng ta đều đã cố hết sức, không ngờ hôm nay lại có người chắn đường. Trác Phàm giật mình, còn không rõ ràng cho lắm, nhưng khi thấy Vĩnh Ninh cứ liên nháy mắt ra hiệu, mới cười rộ lên. Nhà đầu này biết mình không lâu, nhưng thủ đoạn trang bức tinh tiến rất nhiều a. Mọi người Khuyển Nhung lại được một phen hoảng sợ. Lẫn nhìn nhau, đều là vẻ mặt khó tin. Làm sao, chẳng lẽ cô nương với tiểu tử mới tới kia, chỉ là gia đình nô tỳ sao? Bà mẹ nó, đây là gia tộc nào vậy, dùng Thiên Huyền làm gia đình nô tỳ? Không phải đã nói, các đại thế gia Thiên Vũ, Thiên Huyền cảnh đều làm trưởng lão sao? Nếu như gia đình còn là Thiên Huyền cảnh, vậy chấp sự, trưởng lão, gia chủ, cung phụng của bọn họ sẽ phải là nhân vật đáng sợ nhường nào. Mà thế gia như này, Thiên Vũ còn có bao nhiêu? Tuy nói bọn họ sớm đã nghĩ đến, Thiên Vũ khắp nơi tàng long ngọa hổ, nhưng giấu như vậy cũng quá sâu rồi. Không, thế này sao lại là cất giấu? Người dân thường đều biết quản gia nhà họ, căn bản chính là danh môn vọng tộc quang minh chính đại. Mấy thằng vô dụng đáng chết, làm tình báo kiểu méo gì thế? Nhất thời, tất cả mọi người Khuyển Nhung hung tợn nhìn chằm chằm một người trung niên gầy như cây gậy đang cưỡi trên lưng một con linh thú cấp 5, ánh mắt giống như muốn ăn hắn. Người kia vẻ mặt mê man, xấu hổ cúi thấp đầu. Hắn làm sao biết, Thiên Vũ lúc nào xuất hiện một gia tộc mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đang hư trương thanh thế? Thế nhưng, khi nhìn Trác Phàm, hắn chỉ có thể than thở. Tuy Trác Phàm chỉ là Thiên Huyền tam trọng, nhưng có thể một tay quật choáng linh thú cấp 5, thì phải là thần lực bực nào, chỉ sợ Tra Lạp Hãn đều khó mà địch nổi. Có quái vật như này làm quản gia, gia đình nữ tỳ đều là Thiên Huyền, vậy chắc là không có gì kỳ quái đi. Lúc này, tất cả mọi người Khuyển Nhung đều là vẻ mặt ngưng trọng, không còn biểu lộ hung hăng càng quấy như lúc trước. Các thế gia đệ tử trong tử lâu thì gượng mặt, không còn gì để nói. Chương 698, Thác Bạt Lưu Phong, nếu biết chậm trễ, còn không mau đi. Nếu chậm giờ, làm thiếu chủ mất hứng, ta chịu trách nhiệm không nổi, các ngươi càng không chịu nổi. Trác Phàm nói như đúng rồi. Người Khuyển Nhung càng siết chặt lòng lại. Nhân vật trâu bò như thế, thế mà còn e ngại thiếu chủ nhà bọn họ. Có thể thấy được gia quy thế gia này có bao nhiêu nghiêm, lại có bao nhiêu cao thủ trợ trận. Phốc. Vĩnh Ninh cùng Vân Sương liếc nhìn nhau, đều cười thầm, mọi người vây xem cũng cười trộm không thôi. Trác Phàm như nào, người Thiên Vũ đều biết, mặc dù ai cũng gọi là quản gia, nhưng thực quyền lại còn hơn cả gia chủ Lạc gia. Chỉ có những kẻ ngoại lai này mới bị hắn trêu đùa. Trong hàng ngũ cầm đầu Khuyển Nhung, một vị công tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn ông quyền nói, vừa rồi là bộ hạ của ta lỗ mãng, mong được rộng lòng tha thứ. Hiếp yếu sợ mạnh. Tất cả mọi người khinh thường biểu môi. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, làm sứ đoàn một nước, có thể ăn nói khép nép bồi tội trước mặt nhiều người như thế, cũng rất đáng quý. Trác Phàm lại căn bản không để ý đến bọn họ, thậm chí ngay cả liếc đều không có, chỉ là chăm chú nhìn mấy người Vân Sương, lạnh lùng nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi mua đồ. Buồn cười. Tra Lạp Hãn thấy thế càng giận dữ, song quyền hung hăng nắm chặt, một đôi song đồng thiêu đốt lên liệt diễm. Vĩnh Ninh công chúa vẫn còn ngại chuyện không đủ lớn, liền tay chỉ sứ đoàn Khuyển Nhung, cố ý nói, Trác quản gia, đường đều bị bọn họ chặn, chúng ta đi mua sắm thế nào được? Trác Phàm làm sao không biết quỷ tâm tư của nàng? Nhưng như này cũng tốt, kích động những người kia xuất thủ, thăm dò bọn họ, chính hợp ý hắn. Các ngươi chờ một lát. Trác Phàm nói, sau đó quay người, trước mặt đi sứ đoàn Khuyển Nhung, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo, đường cái đế đô. Là cho người đi, không phải để súc sinh chà đạp. Đám sinh sinh tốt nhất cút ra ngoài cho ta, ngươi nói cái gì? Tra Lạp Hãn giận dữ, toàn thân khí thế mãnh liệt bộc phát ra, một thân bắp thịt kéo căng lên, trông cứng rắn như cương thiết. Vị công tử trẻ tuổi vừa lên tiếng kia sắc mặt hơi biến, rồi ngay sau đó sắc mặt cũng âm trầm xuống, xem ra lời ấy của Trác Phàm đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng của hắn. Khuyển Nhung lấy ngự thú làm trưởng, nhiều năm làm bạn cùng linh thú, kêu bọn họ bỏ rơi linh thú, chẳng khác nào để bọn họ từ bỏ vũ lực cùng tôn nghiêm, đây là điều mà bọn họ tuyệt đối không thể đáp ứng. Trong tửu lâu, con cháu các đại thế gia đều hài lòng cười lạnh. Phong cách hành sự của Trác Phàm, bọn họ thật sự là không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là điển hình chiếm lời rồi còn khoe mẽ. Mỗi lần trước khi Trác Phàm hành động, đều sẽ khiêu khích trước đối phương, làm cho đối phương xuất thủ trước, sau đó mới động thủ. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là lão tử đánh ngươi, đánh cho chết cũng được, ngươi làm sao, đây chính là ngươi động thủ trước. Có bao nhiêu người bị Trác Phàm hung ác ngược cho một trận, còn không có chỗ giải oan, chỉ có thể thầm ngậm bồ hòn. Điểm này, tất cả mọi người biết, Trác Phàm lấy âm hiểm và hung ác mà nổi danh. Chỉ có đám người Khuyển Nhung mới không rõ nội tình, nhưng sau hôm nay chắc là sẽ có chút kinh nghiệm. Tất cả mọi người cười lạnh, chờ xem chuyện cười. Này thì phách lối, gặp phải Trác Phàm còn dám phách lối. Thanh niên kia thật sâu nhìn Trác Phàm, có bất an, chợt hít sâu mấy hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, đạm mạc nói, tướng sĩ Khuyển Nhung ta, thú bất ly thân, sẽ chỉ tiến lên, không biết lui lại. Nếu như ngươi có năng lực thì để những linh thú này tự lui ra ngoài đi. Trác Phàm nghe thế thì trong lòng vui mừng quá đỗi. Khóe miệng hơi quỷ dị nhếch lên. Người trẻ tuổi này, không đơn giản a. À? Long Hành Vân hơi nghiêm túc nói, bọn người Tạ Thiên Thương cũng gật đầu. Vị công tử kia nói lời tiếng thối hợp lý, không cứng rắn cự tuyệt, lại không có nhát gan tiếp nhận, đồng thời còn có thể hội cho Trác Phàm một nan đề, để Trác Phàm thấy khó khăn mà không có lý do động thủ. Nếu Trác Phàm không thể đánh lui những con linh thú này ra ngoài thành, Trác Phàm sẽ lâm vào tình cảnh xấu hổ, mất hết thể diện, thử hỏi, thiên hạ ai có thể khiến cho hơn ngàn linh thú lui ra ngoài? Dù là tuần thú sư ưu tú nhất Khuyển Nhung bọn họ, có lẽ cũng không làm nổi. Mọi người Khuyển Nhung đầy vẻ tán thưởng nhìn công tử trẻ tuổi, rồi đều cười tà nhìn về phía Trác Phàm, xem hắn giải vây như thế nào. Long Hành Vân tiếp tục tò mò nói, người trẻ tuổi này đến cùng thần thánh phương nào, xử sự trầm ổn lão luyện, văn võ song toàn, thật là khó được. Lạc Vân Hải cũng gật đầu, người này là gia tướng chi tài, trên thân có khí khái hào hùng ma luyện ra từ trên chiến trường, không phải người bình thường. Ha ha ha. Tiểu đệ, ánh mắt ngươi thật sự là tiếng rất xa a. À. Một tiếng cười to vang lên, bốn bóng người chậm rãi đi đến. Chính là Thiên Vũ Tứ Hổ. Độc Cô Phong bật cười một tiếng, ta nói chúng ta khổ đợi bên ngoài hoàn thành, làm sao không thấy sứ đoàn đến, nguyên lai là bị tiểu tử kia chặn đứng a. À. Ai, không biết tiểu tử này bị cái gì, với ai cũng khiêu khích được. Danh hào Thiên Vũ đệ nhất, danh bất hư truyền a, à, ha ha ha. Đại ca, không thể nói như thế, lần này không phải Trác Phàm nhà ta gây sự trước. Lạc Vân Thường giải thích. Độc Cô Phong gật đầu cười nói, mùi mùi lại bao che khuyết điểm rồi, vì huynh đậu có không nói đây là trách nhiệm của Trác quản gia. Thực, chúng ta giao chiến nhiều năm với Khuyển Nhung. Hai bên có hiềm khích. Lần này sứ đoàn bọn họ đến, tất nhiên sẽ thử hạ mã uy cho chúng ta cũng có chỗ chuẩn bị. Chỉ là không ngờ, các ngươi lại gánh đòn trước, tiết kiệm không ít phiền phức. Đúng rồi, đại ca, công tử trẻ tuổi kia là ai vậy, các huynh quen biết sao? Lạc Vân Hải quay đầu hỏi. Độc Cô Phong thở dài, gật đầu nói, nào chỉ là biết, còn là lão đối thủ đấy. Người này chính là con một của binh mã đại nguyên soái Thác Bạt Thiết Sơn, Thác Bạt Lưu Phong. Cái gì, thiếu soái? Lạc Vân Hải giật mình, ngay sau đó hiểu ra, thì ra là thế, khó trách ta thấy trên thân hắn có phong phạm nhà tướng. Độc Cô Phong chăm chú nhìn thân ảnh kia. Trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, Thác Bạt Lưu Phong thông minh hơn người, võ dũng đều thông, bài binh bố trận, không gì không giỏi. Tuy tuổi tác còn ít, nhưng trong quân đội đã uy danh hiển hách. Bốn người chúng ta đã từng giao chiến với hắn vài lần, đều rơi vào hạ phong. Nghe nói, hắn sẽ thấy chỗ phụ thân hắn, trở thành binh mã đại nguyên soái đời tiếp theo. Nghe thấy lời ấy, Lạc Vân Hải nheo mắt, càng sâu sắc sâu nhìn người thanh niên kia. Binh mã đại nguyên soái đời tiếp theo sẽ là địch nhân lớn nhất của bọn họ trên chiến trường, bây giờ phải quan sát cho tốt. Đại ca, những người còn lại thì sao? Lạc Vân Hải hỏi tiếp. Dưới trướng Thác Bạt Thiết Sơn có Bát Đại Lang vệ, kiêu dũng thiện chiến, không người có thể địch. Lần này đi sứ, lại đến 3 tên. Độc Cô Phong chỉ vào đại hán nháo sự nói, hắn là Nhị Lang, Ác Lang vệ, Tra Lạp Hãn. Thiên sinh thần lực, có vạn phu bất đương chi dũng, truyền ngôn có thể xé xác linh thú cấp 5, khá khó chơi. Còn có, Ẩn Lang vệ, Hồ Liên Sai. Chuyên công tác tình báo, là người cực kỳ ẩn nấp âm hiểm. Độc Cô Phong chỉ vào bóng người khô gầy, nghiêm túc nói, có lẽ ngươi bình thường sẽ không chú ý hắn, nhưng hắn lại luôn chú ý đến ngươi. Thủ hạ của hắn, 10 phần lão luyện. Lạc Vân Hải gật đầu. Độc Cô Phong chỉ vào nam tử mang mặt nạ, chỉ có một nửa mặt lộ ra, tiếp tục nói, kia là thần xạ nổi danh Khuyển Nhung, xếp hạng thứ 3 trong Bát Lang vệ, Xạ Thiên Lang, triết biệt. Tay nắm Chấn Thiên cung cùng Xuyên Vân tiễn, đều là lục phẩm linh binh, bách phát bách trúng, chuyên bắn tướng soái địch. Cho dù là nguyên soái lão, cũng từng bị hắn bắn thương, thật sự là đối thủ đáng sợ. Chương 699, sát cơ, cái gì, nghĩa phụ vậy mà. Lạc Vân Hải kinh hãi thốt lên. Độc Cô Phong ngưng trọng gật đầu, đúng vậy a, à, Bát Lang vệ từng người dũng mãnh, đều là cao thủ thần chiếu cảnh. Lần này nếu không phải là có Thiên Vũ Tứ Hổ đề điểm, những thế gia tử đệ thật sự sẽ khó mà biết, sứ đoàn Khuyển Nhung lần này lại đến nhiều nhân vật hung ác như thế. Lạc Vân Hải thần sắc ngưng trọng, lại thấy còn thừa 2 người, ánh mắt nhìn chăm chú lão giả, tóc lão trắng phơ, 2 con ngươi hơi đóng, chỉ là ngẫu nhiên lóe ra tinh quang, lại cho người ta một loại cảm giác thâm thúy. Đại ca, hắn là ai? Độc Cô Phong đáp, quốc sư Khuyển Nhung quốc, Hán Thiết Ma, địa vị tương đương với thừa tướng Thiên Vũ của chúng ta. Cái gì, đây chẳng phải là nói, đối phương xuất động gần như tất cả nhân vật có tiếng tăm sao? Mọi người giật mình, sau đó khó hiểu nói, nếu hắn quan trọng như vậy, sao lại tùy tiện mạo hiểm đến Thiên Vũ ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta chế trụ hắn? Độc Cô Phong thở dài, bi thương nói, Khuyển Nhung quốc không giống chúng ta, tuy chúng ta có cái gọi là tứ trụ chống đỡ thiên hạ này, nhưng từng người tâm hoài quỷ thai. Tự như nghĩa phụ cùng Gia Cát Trường Phong. Sẽ không ai tin tưởng đối phương, Nghe nói Gia Cát Trường Phong từ lâu có mục đích tiến về Khuyển Nhung để hòa đàm, lại chưa bao giờ áp dụng, các ngươi biết tại sao không? Sợ bị lão nguyên soái bán. Mọi người không phải người ngu, đồng thanh đáp. Độc Cô Phong cười khổ gật đầu, tuy nghĩa phụ không phải người như thế, nhưng để thừa tướng đại nhân hoàn toàn tin tưởng nghĩa phụ, rất khó. Khuyển Nhung quốc không như vậy, như lần này đi sứ, Thác Bạt Thiết Sơn dám để cho nhi tử hắn mang theo ba lang vệ đến đây, là bởi vì có quốc sư Hán Thiết Ma đi cùng. Mà Hán Thiết Ma dám đến, là bởi vì khi bọn họ nhập quan, Thác Bạt Thiết Sơn đã đồng thời tập kết 500 vạn đại quân tại biên cảnh. Nếu sứ đoàn có nguy hiểm gì, 500 vạn đại quân của hắn sẽ tiến công Thiên Vũ. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều thổn thức. Nhìn người ta toàn là trợ thủ đắc lực của hoàng đế, cùng nhau phụ trợ, lại nhìn lại tứ trụ chúng ta, chỉ có thấy lục đục với nhau. Nếu không phải Thiên Vũ đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn có Ngự Hạ Thất Gia, Hộ Quốc Tam Tông, chỉ sợ đã sớm bị người ta công hãm. Vừa nghĩ đến đây, mọi người ngăn không được lắc đầu thở dài. Vậy còn vị mỹ nữ kia thì sao? Lúc này, Long Hành Vân liếm bờ môi khô chát, tràn đầy phấn khởi chỉ vào một vị nữ tử duy nhất trong sứ đoàn, hai mắt sáng lên nói. Độc Cô Phong bật cười lắc đầu, nàng là độc nữ của Thác Bạt Thiết Sơn, muội muội của Thác Bạt Lưu Phong, Thác Bạt Liên Nhi. Danh xưng đệ nhất mỹ nữ Khuyển Nhung, thiền ngự thú chi thuật, nhưng có vẻ như không lên chiến trường, mà lại vì thực lực thấp, không có gì đáng chú ý. Chật chật chật. Độc Cô huynh a, các ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nữ nhân trời sinh vưu vật bực này, có thể lấy thực lực đến đánh giá sao? Nàng cùng nữ tử Thiên Vũ ta rất khác nhau. Có một phong vị khác a. Không biết trong thời gian này, có thể mời nàng một lần hay không? Nếu có thể cầm nến dạ đàm, thành chuyện tốt, quan hệ hai nước sẽ tốt lên cũng không biết chừng a. Sắc Lan. Chiêu nữ trên lầu lần nữa khinh thường trợn trừng mắt lườm hắn. Độc Cô Phong bất đắc dĩ thở dài, Long huynh, chỉ cần ngươi đừng có trúng mỹ nhân kế của người ta là tốt rồi. Dù nói thế nào người ta cũng là nhi nữ của nguyên soái, tuy không thấy nàng xuất thủ, nhưng không có nghĩa là nhân vật đơn giản, ngươi tuyệt đối đừng trêu chọc thị phi, tăng thêm phiền nhiễu a. Yên tâm, bông hoa nào có thể hái? Bông nào chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, bổn công tử vẫn hiểu rõ, ha ha ha. Long Hành Vân vẫn đầy mặt mơ mộng nhìn người ngọc kia. Bên dưới, Trác Phàm nhìn chằm chằm Thác Bạt Lưu Phong, trầm mặt nửa ngày, lại chợt tà dị cười nói, ta kêu các ngươi lui ra, là xem các ngươi xa tới là khách, cho các ngươi mặt mũi, chẳng lẽ thật muốn ta phải động thủ? Ha ha ha. Nếu như ngươi có thể, xin cứ tự nhiên. Thác Bạt Lưu Phong cũng nhếch miệng nói, tự tin như thể nắm chắc thắng lợi trong tay, đám người Khuyển Nhung đều nhìn Trác Phàm với ánh mắt chế nhạo cùng trào phúng. Linh thú của bọn họ sớm chiều sống chung với bọn họ. Thân mật như người nhà, trừ chính bọn họ ra lệnh, tuyệt sẽ không nghe người thứ hai. Nếu muốn đe dọa linh thú, khiến chúng tự lui, ha ha, vậy tuyệt không có khả năng. Những linh thú này không phải linh thú bình thường, mà đều là chiến hữu cùng bọn họ chém giết trên chiến trường, tố chất tâm lý cường hãn, nào có dễ bị dọa cho sợ chạy. Cho nên, tất cả mọi người tuyệt sẽ không tin, Trác Phàm có cách gì khiến cho linh thú tự lui ra ngoài thành. Cho thể diện mà không cần. Trác Phàm thầm hừ một tiếng, lạnh nhạt nhìn tất cả linh thú, khóe miệng dần dần nhếch lên đường cong lạnh lẽo. Cũng chính là tại thời khắc này, Thác Bạt Lưu Phong chợt cảm thấy một cảm giác bất an phát lên. Còn tại sao lại có bất an như vậy, hắn lại hoàn toàn không rõ. Cút! Đột nhiên, Trác Phàm quát lên, đồng thời, thanh sắc quang mang trong mắt lóe lên một cái liền biến mất. Như sấm rền tiếng vang, nổ tung trong tai tất cả linh thú. Mà cùng một thời gian, một cổ ba động vô hình quét qua thân thể tất cả linh thú. Trong ánh mắt khó tin của kỵ binh Khuyển Nhung, hơn ngàn con linh thú bạo động, tất cả đều hoảng loạn phóng về phía cổng thành, vô luận kỵ binh điều khiển, ra hiệu như thế nào, đều ngăn không được chúng. Tất cả linh thú giống như là gặp phải thứ gì cực kỳ đáng sợ. Đã hoàn toàn phát điên, chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Có kỵ binh còn mất tập trung, bị chiến hữu nhiều năm làm cho ngã xuống đất, sau đó lại bị đám linh thú giẫm đạp lên, ngay lập tức gãy xương đứt gân, kêu rên liên tục. Có chuyện gì vậy, mau dừng lại. Thác Bạt Lưu Phong thất kinh, nhưng vô luận hắn gào thét như thế nào, con linh thú hắn cưỡi vẫn hoàn toàn không nghe lệnh. Không có cách nào, hắn đành phải bay lên, vẻ mặt kinh dị nhìn hơn ngàn linh thú, bao quát 6 con linh thú cấp 5, tất cả đều thất kinh chạy ra ngoài thành, chỉ trong nháy mắt, thì tất cả đều lui ra ngoài đế đô. Để lại hơn ngàn kỵ binh chật vật không chịu nổi ngã lăn dưới đất. Có người còn bị hết con linh thú này đến con linh thú khác giẫm, tổng cộng bị giẫm 10 mấy chân, miệng phun máu tươi không ngừng, xương sườn gãy 10 mấy cái, lăn trên đất kêu rên liên tục. Thấy tình cảnh này, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ có đám người Long Hành Vân, sớm đã ngờ tới nên còn bình thản. Bởi vì bọn họ đều từng thấy Trác Phàm sử xuất chiêu này, chính là lúc Bách Gia tranh minh, Trác Phàm trừng mắt một cái, hơn vạn huyết ngạc đều bị dọa lui. Chơi linh thú trước mặt Trác Phàm, có thể nói là không cái ngu nào như cái ngu này. Khuyển Nhung Quốc gặp phải Trác Phàm, có thể nói là gặp phải khắc tinh. Thác Bạt Lưu Phong nhìn sang muội muội nói, Liên Nhi, ngươi hiểu ngự thú nhất, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết? Thác Bạt Liên Nhi miệng đầy đắng chát, ngay sau đó nàng chợt giật mình, giống như nhớ lại chuyện cũ, rồi nhìn thẳng vào Trác Phàm, nhìn một lúc, mới cả kinh nói, nguyên lai là ngươi. Trác Phàm quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng, nhíu mày, chẳng lẽ Khuyển Nhung có người biết hắn sao? Rồi khi thấy Thác Bạt Liên Nhi, Trác Phàm cũng cả kinh. Nguyên lai người này, chính là người thiếu nữ hắn cứu tại Thú Vương Sơn. Lúc đó, hắn còn cướp đi hóa hình nhũ mà người ta phát hiện trước. Chỉ là lúc đó không để, bây giờ không ngờ nàng là người của Khuyển Nhung. Có lẽ là thời gian đã qua quá lâu, hoặc do vừa rồi hắn chỉ chú ý thực lực đám người Khuyển Nhung, cô nương này không có gì đặc biệt, nên giờ mới nhận ra. Nào giống như tên phong lưu lãng tử Long Hành Vân, hận không thể xông lên cắn xé con gái nhà người ta. Mà Thác Bạt Liên Nhi thấy Trác Phàm xuất hiện với mái đầu bạc trắng, cũng không quá đế tâm, chỉ khi hắn xuất ra tuyệt kỹ đẩy lui linh thú, mới hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tại Thú Vương Sơn. Nhìn kỹ lại, thật đúng là tiểu tử này. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lại đều trầm mặc, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Hắn là ai, làm sao lại xuất hiện tại đế đô, lại là quản gia gia tộc nào? Thác Bạt Liên Nhi nhíu mày trầm tư. Nha đầu này lại là người Khuyển Nhung, nhưng vì sao lúc Bách Gia tranh minh lại xuất hiện tại Thú Vương Sơn? Lần đó cùng mục đích lần này tới đây, có phải có quan hệ gì hay không? Trác Phàm nhíu mày nghĩ. Trong tửu lâu, Lạc Vân Thường sầm mặt lại, ngoác miệng mắng to, thằng DB đáng đâm ngàn đao, lại biết một vị cô nương nữa. Ai, xem ra mỹ nữ kia là đồ ăn của Trác huynh, ta không tranh nổi rồi. Long Hành Vân bất đắc dĩ thở dài, chỉ là Trác huynh đến cùng biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp, Khuyển Nhung Quốc đều có, thật sự là diễm phúc không cạn a. Liên Nhi, các ngươi biết nhau? Thác Bạt Lưu Phong ngạc nhiên hỏi. Thác Bạt Liên Nhi nhỏ giọng nói, đại ca, hắn chính là kỳ nhân mà ta từng nói. Cái gì? Thác Bạt Lưu Phong giật mình, lại nhìn kỹ Trác Phàm, trong mắt phát lên sát ý trần trụi. Không ngờ trên đời quả nhiên có người có thể chấn nhiếp đàn thú. Như thế, hắn đối với Khuyển Nhung chúng ta là kẻ địch quá nguy hiểm, người này tuyệt không thể lưu. Chương 700, vấn đề đau đầu nhất thiên vũ, 1, mấy hôm nữa hết bảo nha mầm non, ngồi cả tiếng MS được một chạp mà ít mở khóa quá. Sát ý băng lãnh không che giấu chút nào, như một cơn gió lạnh thấu xương, phi ầm ầm vào nội tâm mỗi người. Không tốt, Thác Bạt Lưu Phong luôn trầm ổn, làm sao lúc này đột nhiên phát lên sát cơ? Độc Cô Phong quát to, đầy vẻ khẩn trương. Long Hành Vân thờ ơ biểu môi, thất vọng nói, thì sao, bọn họ có lợi hại đến mấy, đối đầu Trác huynh không phải là muốn chết à, ngươi có gì phải lo lắng? Ai, ta chính là sợ bọn họ chán sống như vậy a. Tính tình Trác Phàm như nào, các ngươi đâu phải không hiểu. Chọc giận hắn, mấy người này còn sống kiểu gì? Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, Thác Bạt Thiết Sơn với 500 vạn đại quân nơi biên cảnh sẽ thế nào? Độc Cô Phong cười khổ, lắc đầu liên tục. Mọi người giật mình, nói phải a, hỏng rồi. Trác Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lão tử đang chờ các ngươi ra chiêu đây, tới đi. Tra Lạp Hãn, triết biệt, chuẩn bị ưng hình trận, phải nhất kích tất sát. Thác Bạt Lưu Phong lạnh lùng nhìn Trác Phàm, thì thào với người bên cạnh. Đại hán cùng nam tử đeo mặt nạ gật đầu. Nhất là Tra Lạp Hãn, hai mắt càng bốc lên vẻ hưng phấn, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn run run. Đã không kịp chờ đợi. Quốc sư Hãn Thiết Ma lại thấy không ổn, bèn nói, Lưu Phong, người này không đơn giản, bối cảnh không rõ ràng, chúng ta tùy tiện xuất thủ như thế, là quá lỗ mãn rồi. Chẳng cần biết hắn là ai, tóm lại là uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không thú quân của Khuyển Nhung chúng ta phế mất. Thác Bạt Lưu Phong tâm ý đã quyết, lần này khó được chạm mặt hắn, bây giờ chính là cơ hội không thể tốt hơn. Đến lúc đó Hoàng đế Thiên Vũ chỉ biết hắn chặn đường chúng ta thất thủ giết hắn không có gì đáng trách. Hãn Thiết Ma suy tư, rồi chỉ có thể đạm mạc gật đầu. Nhưng phần bất an kia lại chưa bao giờ biến mất. Không biết sao, từ khi thấy Trác Phàm, hắn cảm thấy như bị một cây gai đâm vào người vậy, vô cùng không được tự nhiên, đây là chuyện mà hắn rất ít khi phải trải qua. Còn nhớ lần trước xuất hiện loại cảm giác này, chính là lần đầu tiên gặp Gia Cát Trường Phong. Ai, Thiên Vũ quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp a. Động thủ. Tra Lạp Hãn hét lớn, lao xuống Trác Phàm, hai con người khát máu dữ tợn. Đồng thời trên tay Triết Biệt xuất hiện một thanh trường cung lập loại kim quang, cài tên lên cung, cực nhanh nhắm tới Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh. Thờ ơ vẫy vẫy cánh tay phải. Dừng tay. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng hét già nua vang lên, ngay sau đó, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngăn tại trước mặt Trác Phàm, một thanh trường đao trực chỉ 6 người trên không trung, quát, Thác Bạt Lưu Phong, Hãn Thiết Ma, các ngươi muốn làm gì? Tra Lạp Hãn lập tức dừng lại, đầy ngưng trọng nhìn người vừa xuất hiện. Thác Bạt Lưu Phong hơi run run, sau cùng không cam lòng thở dài, thu tay lại đi. Thác Bạt Lưu Phong ôm quyền, hiện ra vẻ cung kính khó được, Độc Cô lão nguyên soái, đã lâu không gặp. Không sai, người tới chính là Thiên Vũ đại nguyên soái. Độc Cô chiến thiên. Lưỡng quốc giao chiến nhiều năm, tướng lãnh song phương đều là đối thủ không thể quen thuộc hơn được, cũng kính trọng lẫn nhau, chính như các anh hùng chân chính, biết anh hùng nặng anh hùng, vừa là địch vừa là bạn. Cho nên các tướng lĩnh Khuyển Nhung tương đối kính trọng đối với Độc Cô chiến thiên. Lúc này, hắn ra mặt, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, biết trận chiến hôm nay đánh không nổi. Tra Lạp Hãn hừ một tiếng, không cam lòng nhìn Trác Phàm. Trác Phàm lại không quan trọng, tuy hắn cũng thấy đáng tiếc, không thể thừa cơ dò xét đám này. Có điều, đại thể tình huống, hắn vẫn có hiểu biết một số. Thác Bạt Liên Nhi dương mặt lên, bất thiện nhìn chằm chằm Trác Phàm, cáo trạng lên Độc Cô chiến thiên, Độc Cô lão nguyên soái, người Thiên Vũ các ngươi sao lại vô lễ như thế? Hôm nay chúng ta đại biểu Hoàng đế Khuyển Nhung chúc thọ bệ hạ quý quốc, các ngươi thế mà làm cho toàn bộ tọa kỵ chúng ta hoảng sợ chạy, còn làm tổn thương tướng sĩ ta, thiên hạ có kiểu đãi khách như vậy sao? Theo nàng nghĩ, với địa vị của Độc Cô chiến thiên tại Thiên Vũ, không thể trừng phạt nặng Trác Phàm, thì trừng phạt nhẹ hẳn là không có vấn đề. Cứ như vậy, thù mới hận cũ của nàng sẽ được báo cả thể. Thế nhưng, nghe thấy lời ấy, Độc Cô chiến thiên quả nhiên nhìn Trác Phàm đang bộ dáng cà lơ phất phơ, cứ như đang nói, có gan ngươi đến đánh ta đê. Độc Cô chiến thiên liền run run ria mép, bất đắc dĩ bay qua 6 người. Sau khi trịnh trọng ông quyền, Độc Cô chiến thiên nhỏ giọng thở dài, quốc sư, Thác Bạt Lưu Phong, lão phu thấy các ngươi xa tới là khách, hảo tâm nhắc nhở một câu, không cần biết các ngươi có ân oán gì, việc này cứ như vậy dừng lại, qua loa cho xong chuyện đi. Người này, các ngươi không thể trêu vào. 6 người quá sợ hãi, đều là bất khả tư nghị nhìn Trác Phàm, vẻ kinh dị càng sâu. Bọn họ có chết cũng không nghĩ ra được, đường đường Thiên Vũ đại nguyên soái lại sẽ nói ra lời nặng nề như thế, còn khuyên bọn họ đừng có gây chuyện. Phải biết, bọn họ là sứ đoàn Khuyển Nhung, đại biểu một nước mà đến, xem như danh môn vọng tộc bản địa, cũng phải vì giao hảo giữa hai nước mà nhường lẽ bọn họ 3 phần mới đúng.